Đế đầu sám lại hồng danh, xin chư Phật chứng lòng thành của con, tâm lòng tha thiết sắc son, não phiền sâu nặng chói mòn tâm can. Sớm trừ phiền não lẫn sang, sớm tiêu phong dần, sớm tan biển lười, sớm cho trí giác kịp thời, sớm trừ ngũ muội ta người chẳng phân. Sám không dối trá dữ dằn, sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm, sám buông lòng ngậm oán hờn, sám trừ công kích tranh hơn với người. Sám chấp hình tướng bên ngoài, sám lòng tham loạn mười hai duyên trần, sám cho trọn vẹn mười phần, khổ bao tam giới chỉ tâm sám hoài. Não phiền tác hại mọi loài, ăn năn sám hối không phải nhạc lòng, dập đầu này đấng chí công, lại chưa hiền thanh rũ lòng chứng tri. Tất cả phiền não sám rồi, con xin phát nguyện một lời thiết tha, cội từ y nghiệm gây ra, gốc căn nghiệp tội chính là tham sân. Chỉ mê ai dùng sân trầm, giờ xin dứng sạch cõi căn não phiền, nhận rằng ba cõi nhân thiền y như ba ngục trói xiềng thân ta. Bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực là thù chúng, sáu nhập thực chất rộng không, ái dục chân kháng giặc trong giặc ngoài. Cần tu bát chánh không này, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn, ba mươi bảy phẩm an toàn, mười ba la mật nhẫn cam tu hành. Tu thân miệng ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân, chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy y. Giờ đây đảnh lễ phật rồi, con xin bày tỏ những lời ăn năn ngay. Nhờ ơn rửa sạch nghiệp căn, thân tâm thanh tịnh băng khoan tiêu trừ, không còn vọng tưởng mong mơ, không còn vướng mắc nghi ngờ pháp linh, trong giờ ác diệt thiện sinh, chú tâm quan sát tiến trình căn nguyên, một là quan sát nhân duyên. Tội do ngu dốt vô biên mà thành, tâm tư vốn chẳng hiền lành, bởi không kiên cố thân hành đạo sâu, oan kiên nghiệp chưa ngập đầu. Tự mình như cá cắn câu tham mồi, như tầm keo kén tưởng chơi, tự mình giam hãm cuộc đời tự do, thiếu thân nhào tới lửa lò.
tự thiêu tự đốt thành cho hoang tàn, vì vô minh mới nghênh ngang, lìa xa bản tốt không màng lời hay. Phật và Bồ Tát chỉ bày cũng không nhìn thấy đường ấy mà vào. Hai xem nhân quả luân lưu, ba đời bao ứng gây nhiều gian nan. Gieo nhân hai quả nào oan, đắm chìm biển khổ miên mang vô bờ. Dù cho tay kiếm tay cờ, dù cho oanh liệt ngôi vua lấy lần, cũng trong khoảnh khắc vô chừng, hết đời cũng đọa ba từng dữ kia. Dù cho phương báo ê hề, ở trong ba cõi lầm mê vẫn còn. Bốn không định cũng hao mòn, phước kia hướng hết lại hoàng súc sanh. Làm thân trùng bỏ hội tâm, đeo mình trâu trắng tranh giành máu hôi. Vậy mà vẫn cứ biến lời, vẫn không biến sám ba đời nghiệp oan. Khác gì nước ngập hố hang, mà ôm đá nặng kiếm đàn thoát thân. Ba là quan sang bản thân, mặc dầu tâm giác chánh nhân sẵn rồi, nhưng vì mê muội nhiều đời, ái ân chẳng chịch như trời đầy sao. Mênh mông chẳng biết phương nào, phát sanh tuệ giác tìm vào chân như. Triệt tiêu ba kẻ nỗi thùng, ngăn đường giải thoát ưu tư chất chồng. Mà khi xưa Phật chi đại hùng, mà quyết tâm khổ hạnh dứt lòng tử sanh. Luân hồi hư huyễn vô hình, trở về bản gia chuyên vành pháp luân. Bốn là quán sát Phật thân, bất sanh bất diệt trong ngần lưu ly. Việc siêu tư cú bách phi, an nhiên vạn đức từ bi không ngần. Vào đời tiếm độ phạm nhân, tuy rằng chẳng thấy mà gần kề bên. Quán công bốn thứ căn nguyên, thân là phương pháp thánh hiền hằng tu. Loại trừ chướng ngại ngũng tù, vượt dòng sinh tử vân vô cõi thường. Con xin sám hối mười phương, chí thành tung kinh cúng dường chư tôn. Từ vô thị đến hôm nay, chướng ngại phiền não càng ngày càng tăng. Lắp che thiện tánh tuệ căn, không cho thấy Phật ân cần xót thương anh. Không cho nghe pháp chân thường, không gặp thiện hữu thánh tăng hộ trì. Không cho giải hết ba thì, nghiệp hoang bức bách biết gì nữa đâu. Đường ai nẻo sang pháp màu, như mù chẳng biết nông sâu mà dò. Trách trời oan đất quanh co, biết đâu phiền não cũng do tại mình.
thần thông chẳng thấy hiển linh, nổi bao chướng ngại tu hành Phật môn, thiền tịnh tu chẳng nên hồn quán nhân duyên lại dâm dồn chướng duyên. Bảy phương tiện cũng chẳng chuyên, bốn công gia hạnh chướng phiền chẳng không, từ bi hỷ xả cũng không, văn tư tu cũng chẳng công cán gì. Mong gì tam quán vô vi, mong gì giác ngộ liễu tri đạo màu, thiền tư niệm thứ càng rầu, năm căn năm lực có đâu mà hành. Bốn thứ thần túc chẳng thành, băm bảy phẩm đạo cũng đành dễ vui, cũng vì phiền não mà thôi, tam minh tư trí muôn đời chẳng thông minh. Vô ngại bốn đạo lòng vòng, sáu ba la mật khó lòng thực thi, tứ nhiếp pháp chẳng biên gì, đại thừa bốn thể ngu si chẳng tường. Mười minh mười hạnh ương ương, mười hướng mười nguyện biết đường nào tu, tuệ gia trị kiến như mù, Bồ Tát mười địa nhìn thu chẳng tròn. Não phiền chồng chất như non, tâm nào tĩnh lặng đặng tròn quả tu, não phiền chướng ngại công phu, con xin sám hối thân dù héo hon, sông có cạn núi có mòn. Cũng xin tha thiết lòng xóm không sợ, hướng về chư Phật chư Tôn, khẩn cầu gia hộ tâm hồn lắng trong, một mai đạo quả đạt công, nguyện về cứu độ tân cùng chúng sanh. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, nhờ công sám hối tâm hồn lắng trong, ăn năn với cả tấm lòng, mong ơn chư Phật cảm thông hộ trì. Nhờ công sám nước từ bi, mà ba nghiệp chướng ba thì được tiêu, từ nay tự tại phiêu diêu, thọ sanh tùy ý theo điều ước mong. Chẳng do ác nghiệp xoay vòng, tịnh thân cõi phân hòa đồng chúng sinh, tiến sâu cảnh giới tình minh, tứ thiền thấu triệt u minh chẳng lầm. Giảng kinh xuất tự thâm tâm, mà tời lời nhập pháp siêu phàm diễn ca, não phiền của cõi ta bà, vô minh vi tế cũng đà triệt tiêu anh. Huệ như mặt nhật trên cao, rọi soi các cõi cõi nào cũng thông, mười phương thế giới đại đồng. Ung dung vô hỷ thần thông tuyệt vời, nay còn phát nguyện đời đời, cúi đầu lấy Phật ba thời chứng. Cuối đầu đánh lễ mười phương, chư Phật Bồ Tát tướng thương bao lần, chứng tri con đã ăn năn. Sa
tham phiền não chướng vết hằng nội tâm, mà bao ác nghiệp cũng âm thầm gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau. Con kính tha thiên khẩn cầu sám hối nghiệp chướng đê đầu trình lên. Nghiệp là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời. Nghiệp là mầm mống luân hồi, tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành. Nghiệp báo ứng rất vô tình, nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân. Nghiệp là quả, nghiệp là nhân, trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai. Thấm to về nghiệp mấy ai, ngoại trừ Phật trí vương ngoài thế gian. Mênh mông chẳng thể nghĩ bằng, phàm phu trí thiện há toán nghi ngờ. Lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi. Thấy nghe nông cạn trong đời, người hiền sao chịu bao thời đắng cay. Người ác lại có đủ đầy, nhà cao cửa rộng thơ thầy chất sân. Thấy đời thiên ác bất phân, cần chi tích đức tu nhân để phòng. Mà mê lầm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa. Hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sao hướng đền. Hậu báo lại ứng triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau. Hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đành. Chớ nhìn kẻ ác cập hên, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm. Mà sinh báo hậu bao chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp xưa. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phương mong nhờ mai sau. Án thời phương giảm tội sâu, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên. Tu hành mà nghiệp báo lên, dễ gì thành tựu chú viên mọi bề. Nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần. Được cùng thiên hữu cẩn thận, con đường đạp đạo mười phần thuận xuôi. Nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng. Một lòng tha thiết thưa rằng, kẻ từ vô thị đã hằng gây ra, tội nhiều như các báo la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên. Vậy mà chẳng biết căn nguyên,
Do đâu nghiệp tới mà nên nói này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô gián ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bạn tà đua theo, khinh chế lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ báo đường ai, biểu môi chu bỏ ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật ý. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra khôn khiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con ác nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nhờ nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không tâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tối của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp tiến vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng trướng tăng, mười thư trí lực trang hoàng thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, tám mươi vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Nhờ công đức chi thành, sám hối mà đưa thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân. Không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán ai.
giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân. Người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui. Quy hết thảy Phật rồi, con đem kính màn gửi nơi Phật Đà. Cuối đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn an tâm. Mà trộm cướp ác nghiệp của thân, nếu không sám hối thâm phần khổ đau ơi. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhiên, cọng rau ngọn có cây kim, mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi liền lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm hoang ngầm đầu, chiếu nhiều khổ bao đất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh, mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp có bao chẳng vừa, nay còn sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thí lòng tham năm trời. Bản vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vài cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nồng thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong anh. Ăn năn sám hối án đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt trăng, nhan đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tinh cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn, cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài. Quả hoa thiên tinh cung bài, ý quyền thao túng lấy trài tự nhiên. Nay còn sám hối tội kiên, chư Phật Bồ Tát thánh hiền chứng tri, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa, rơi rào thê vắng chiếm bừa đất đai, của người sáng đòa không thái, của công bọn rút mà xài việc riêng.
con xin chư Phật thánh hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đạo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm an. Tội tình vô cáo cầm da má gây nên hoàng trai bất nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề. Nay xin sám hối trăm bề ăn năn, kể từ vô lượng thời gian. Lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn, bán thì cân nhẹ đâu non, buôn thì nài em chẳng còn nướng tay. Cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn. Tìm cầu chúng lời còn con ai chẳng nề gian xảo núi non nào tay. Dân lời thề nguyện hôm nay ăn năn sám hối phận thầy chứng minh, kể từ vô lượng kiếp sanh soi tường quyết vách nổi danh cường đồ. Chẳng che cướp giật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình. Mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Ăn kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nướng nơi phần đa. Cầu cho ác nghiệp được tha, chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh. Tội kia con đã chi thành, ăn năn sám hối tội tình hoàng không. Nhờ công đức sám hên lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phẩm muốn thời có ngày âm. Không còn ý tưởng trộm vay, người người đều biết đủ đầy chẳng tham. Lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành. Hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiền tâm thí độ chúng sanh muôn loài. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng thương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chứa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, miệng mê sinh tử thích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối
nói tật sâu phát lô, kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan, thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sau thời ăn năn, nhờ công sám hối não phiền ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dùng vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đảnh lễ pháp thân Phật Đà. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệm sai miệng mồm, ác miệng bốn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sợm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thực đặt điều dối gian. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đóa xa, cùng loài ngạ quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua khu phát thanh rợn người, nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa, ở trong thân quyến bất hòa. Hai tranh hai cãi người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần, quý tam bảo ngàn lần ăn năn. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày, chúng con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên, chẳng phân quen lạ sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phũ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa, cùng người xô xa quất hòa, oán trời trách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên, tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệm điên dập đầu.
Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên. Ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe khoang đã cứu thành thánh nhân, tứ thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hẳn được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên, sắm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Nay con sám hối xin chừa, lòng con chi tiết tóc tơ phản lộ. Hoặc dùng lời lẽ tiếng to, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoang dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tán chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có oan khó nổi có bài, ôm lòng hoang hận tôi dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tháng dương ngoài mặt đành điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỵ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tựu thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miệng mài quý ơi. Thân nghiệp khẩu nghiệp sám rồi, sao giác quan cũng phải thời ăn năn, hướng về vô thủy tội căn giang quan.
quang thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn. Đắm mê sắc đẹp bên ngoài, màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều, mà lòng tham sắc dễ siêu, mộng mơ bất chính tạo nhiều đắng cay. Tai ưa đàn ngọt hát hay, những lời em dịu vui vầy nỉ non, làm cho chi kỷ hao mòn, ý tưởng hôn ám mê hồn loạn tâm anh. Mùi ham mùi xả hương trầm, mùi thơm hoa lá ý lầm phát xanh, lưỡi thèm thịt béo cá tanh, bội thêm gốc cổ tội xanh ngâm đầu. Thân ưa lụa mịn gấm màu, càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều, ý tưởng tượng cao siêu, lời răng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa. Sáu căn án nghiệp nào vừa, con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn, nguyện xin sám hối mắt trần, nhờ công đức chứng phạm thân phật đàn. Cùng hàng Bồ Tát thấy xa, ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm, sám tai công đức vô ngần, thừa nghe chánh pháp thành thần tuyết tuyên. Nhờ công đức sám mũi nên, ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan. Công đức sám lưỡi vô vàng, nếm toàn pháp vị không màng lời danh. Sám thân công đức hoàn thành, áo Như Lai mặc hiếu rành tánh không. Sám ý công đức cũng đồng, diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh. Đại nguyện con đã trần tình, mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ. Nguyện đem cái mạng sống hờ, quy y vị chúng sanh. Cúi đầu lại đứng chi tôn, đối với tam bảo con còn nghiệp sâu, từ nay con nguyện hồi đầu, chí thành sám hối cần cầu thứ tha. Con xin thành thực tỏ ra những ác nghiệp khác để mà ăn năn. Phật dạy người ở thế gian có đủ sức mạnh giữ hàng thánh nhân. Một là người có tâm tà, mà là người có trí không ham loạn cuồng, giữ mình không dám tha buông, mà tạo tội ác ngông cuồng chẳng kinh. Hai là tâm quý trong mình, không xuôi kẻ cao chướng mênh mông, mà cũng xin tuần tự hết lòng tỏ phân. Trong kinh Phật dạy ân cần, dù cho đáy bể hoặc hầm núi sâu, trên không hoặc bất cứ đâu, nghiệp nhân báo ứng dễ hầu thoát ra. Chỉ duy sám hối mới là pháp màu rửa sạch chướng ma nghiêm trần.
Khi xưa Đế Thích mãn phần cám chiêu năm tướng thi dần hiện tính thời quy hướng phận đà triệt tiêu năm tướng thi mà sống lâu anh. Sám hối thật pháp nhiệm màu khả năng diệu cõi chẳng đau sanh bằng phàm phu ngô mỗi hung hăng không người chỉ vẽ tôi bằng thái sơn em. Tánh ưa làm án chẳng sờn đến khi gần chết vẫn còn ác tâm trong giờ phút cuối nghiệp tâm cảnh báo địa ngục ầm ầm hiện ra đầu trâu mặt ngựa quỷ ma hợp nhau kéo đến đầy nhà đòi oan bây giờ dù có ăn năn có mong sám hối cũng bằng uổng công anh. Lung mạnh biến nhát buông lung mà không chịu tính đức chẳng mong làm lành quả báo thiện rõ rành án thời địa ngục một mình cứu mang vẫn dầu cột lửa bảy hàng tránh sao coi cảnh thương tan kinh bầm. Bây giờ dù biến lỗi lầm mà cũng không thể sám cam tâm chịu đền thế nên cuộc sống hiện tiền phải cần tu tập phải chuyện làm lành quỷ vô thường đến thịnh lình chẳng nương già trẻ chẳng bên sang hèn. Tài nào giữ được lâu bền, sắc nào chẳng hoài bán tiền khó mua, cơ đồ trăm vạn dấu thừa, cũng không thể kéo dây giữa mạng tàn, gia đình của cái tiêu tan, như trò ảo thuận thế gian thường bày. Sao không khi ngắm sớm chạy không lo sám hối sâu dày nghiệp oan khi năm thiên sứ hiện thân quý vô thường đến bất thần chạy đâu tránh sao cổ bao đau đầu một lời sám hối nói đâu đường nào. Dẫu rằng phương đứng bao nhiêu được sinh lên cõi trời nhiều sướng vui một mai phước bao hết rồi tránh sao cho khỏi đọa nơi tam đồ gương ông làm phất sờ sờ thác sanh thiền quốc cũng nhờ công tu thân chưa giải thoát ngụng tù nên khi mạng hết lại vô luân hồi. Thân trồn chịu mấy trăm đời, sao ta chẳng lấy gương người mà soi đến như việc nhỏ trên đời, cửa quan phải đến cũng thời lo âu. Thâu đêm lo lắng ban đầu, xó cùng khổ địa ngục đau thắm gì, thế mà nào có biết chi, từ vô lượng kiếp tôi bị núi cao anh. Vẫn không e sợ chút nào, chẳng lo thống khổ xa vào ngục sâu. Ngày nay sám hối khẩn cầu, mười phương chư Phật xoa đầu chứng minh. Từ xưa vô lượng tội tình, những khổ bao chướng quanh mình bủa vây tề địa ngục khổ thay như lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra. Chịu bao thống khổ khảo tra quanh tề ngục tượng là sắc vây trên thì lưới sắc dân đầy dưới thì rừng kim đao dày đan nhau anh.
Hôn về lửa dữ thổi vào à, tội nhân trong đó khác nào nướng quay à, cửa thành cho sắc bao vây à, nành dài vuốt nhọn mắt tày anh sao anh. Trên không chim sắt đua nhau à, móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân à, đầu trâu ngục tốt rần rần à, hết là đánh đập chặt bầm phân thấy anh. Lại thêm xe kiếm đao cày à, trên công bổ xuống bảy ngày ruột gan à, như vậy muôn tháng ức năm mà sống thì chẳng đưa trên càng không xong mà khổ bao như thế chẳng cùng. Con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn, còn bao khổ bao nghiệp nhân, đọa vào địa ngục các tầng khác nhau, khổ bao thân rã chẳng đầu, vào nơi cây kim núi đau thọ hình. Khổ báo thiêu đốt thân mình à, nằm giường sắc nóng mặn tình kêu la à, khổ báo nghiền nát thịt da à, bánh đau xe lửa nghiến cả nát thay à, khổ báo chân nấu nướng quay à, chui vào lò lửa tan thay vàng dầu à, khổ báo tàn khổ nát nhầu à, vào ngục nuốt sắt uống dầu đồng sôi, khổ báo thương nát thịt rơi à, vào ngục côi sắt xây người nát tan anh. Khổ báo ăn nói dối gian à, trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi à, khổ báo lòng đốt rã rời à, dây đen địa ngục sáu thời thiết căng à, khổ báo ngập nướng trôi sông à, chìm trong địa ngục tro hồng phấn sôi ăn. Khổ báo da nứt thịt phơi à, chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng à, khổ báo tàn sát hung hăng à, địa ngục chim sắt sói lang cắn nhầu. Khổ báo đâm chém lẫn nhau à, địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay à, khổ báo bị nương bị quay à, địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thối âm. Khổ báo kẹp nát hình hài à, địa ngục bánh sắt nghiến say tâm bàn à, khổ báo mổ xẻ thân mình à, đọa vào hắc nhĩ cưng hình khảo trai. Khổ báo chém chặt bánh da à, địa ngục núi thịt mù lòa tối thui à, khổ báo thịt lũng xương lồi à, địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh à, khổ báo mổ cắt xe phanh an. Địa ngục mọc sắn treo mình ngưỡng chân à, khổ báo nóng nực thiêu thân à, địa ngục cháy đốt rần rần gào la à, khổ báo mờ mịt bao la à, muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây âm. Khổ báo như dại như ngây à, ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm mà bốn ngàn tám vạn ngục phân à, đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau. Khổ báo có ruột rút đầu à, vốn thương nào tùy biết đâu nói cùng. Nhốt giam lẫn lộn trùng trùng mà nhiều đời cha mẹ với cùng bà con, ngay thân mình lung chẳng còn à, cũng xa ngục đó oán hận chứa chan à, tháng ôi chẳng thể nghĩ bằng.
muôn phần không khổ vạn lần đau thương. Ngày nay sám hối mười phương, chỉ thành cầu khẩn cúng dường chư tôn. Nguyện cho khổ báo ngàn muôn, tăng cả tan biến tận nguồn gốc mây thương. Nguyện nhờ công đức chi thành, ăn năn sám hối pháp lành hiện ra. Khổ báo địa ngục hằng xa, tỳ thành sắc thấy là tinh thánh. Ánh đạo cũng chỉ là danh, kẹp cầm địa ngục biến thành an vui. Nỗi đau cây kiếm vạn soi, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng. Đầu trâu mặt ngựa tàn hung, biến thành Bồ Tát đầy lòng từ bi. Tội nhân ngục tốn theo vi, thảy đều thoát khổ tức thì an vui. Phát tâm vô thượng đời đời, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na. Con xin đành lễ Phật Đà, quy tam bảo ta bà mười phương. Sau khi đành lễ Phật rồi, con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn. Trong kinh Phật Đà báo ban rằng, trong cõi dục kẻ tham rất nhiều. Đã tham thì muốn đủ điều, càng tham thì cũng khổ nhiều. Vì tham nếu người biên đủ chẳng ham, dù nằm trên đất lấy làm sướng vui. Kẻ tham dù ở cung trời, cũng không vừa ý xuống đời khổ đau. Biến đâu đang đứng bờ cao, bên lề vực thăm cửa vào cõi mê. Của ba ám đạo gom ghê, khi hơi thở dứt vật kia xa liền. Không gặp thiện hữu báo khuyên, nên làm phước đức như tiền chắc chiếu anh. Dành cho kiếp sống mãi sao, thì ba đường dư xa vào chẳng oan. Tương lai chẳng biết lo toan, thật là kẻ dạy rõ ràng thâm ngu. Trong kinh Phật chỉ đường tu, sinh ra chẳng có một xu đeo người. Đến khi thân đã chết rồi, bao nhiêu của cải cả đời dựng xây. Cũng đành phổi sạch trắng tay, môn đồng cũng chẳng kiếp này mang theo. Cả đời khổ cực chẳng chiêu, bỗng thành vô dụng của tiêu danh tàn. Bỗng thành đói ranh cơ hàng, nghiệp lành chẳng thể mơ màng gửi thân. Phước đức chẳng thể cậy trông, lọt vào ác đạo có hồng thoát ra. Nay con quỳ trước Phật Đà, nguyện đem tính mạng gửi tòa Như Lai. Ba ngôi vô thượng trên đời, chứng minh nguyện sám hối người lòng con.
Nguyện xin sám hối trước tiên súc sinh khổ báo hiện tiền nghiệp oan tha sinh cầm thu giá mang không có tri thức cam làm ngựa trâu em kéo cày cả nợ thâm sâu hoặc làm loài thú rút đầu không chân làm mọi loài khác bất ăn hoặc mổ hoặc xẻ hoặc bầm hoặc thúi hoặc làm loài có vẫy xuôi để cho bỏ rút sâu vòi rỉa thân súc sinh khổ báo vô ngần con xin tha thiết muôn phần ăn năn khổ báo ngã quỷ hành thân trường kỳ đôi kháng muôn phần khiếp kinh phận giờ máu mổ nước sình vụt đầu ăn nuốt thỏa tình tham lam ai bụng to cổ nhỏ như kim mà chân tay bốc lửa thân chìm cuồng điên khổ báo vô lượng vô biên của loài ngã quý con nguyện ăn năn lại loài thần quỷ hung hăng cũng là khổ báo quỷ thần tu la kiêu căng vua nịnh điêu hoa ăn tươi nuốt sống sinh ra dị hình gánh cá trắng bể lấp kênh làm thần a quỷ đậu gần cuối khe cứu bàn trà quỷ gom ghê cũng loài la sát thần chê quỷ gồm báo thân thần quỷ chẳng cam ăn con xin sám hối muôn ngàn tội xưa nguyện xin chư phật thượng thừa cùng chư bồ tát tiêu trừ nghiệp oan nguyện nhờ công đức ăn năn sám hối khổ báo hiểm phàm súc sinh sẽ màng ưu tối vô minh tuệ giác soi sáng nghiệp mình tự hay bỏ thân án đạo đọa đầy tu hành thiền nghiệp mai nay nương nhờ nguyện nương công đức vô bờ lìa thân ngạ quỷ vật vờ cõi tham đời đời thoát cảnh cơ hàng mùi vị cam lo chứa chan lòng trần nguyện công sám hối dần dần khổ báo thần quỷ cũng lần hồi tiêu bỏ thân vua nịnh tập kêu bỏ thân thô lậu xa điều thị phi nguyện đem phước đức tu trì là đế đầu sám lại hồng danh xin chư phật chứng lòng thành của con tâm lòng tha thiết sắc son não phiền sâu nặng chói mòn tâm can anh sớm trừ phiền não lẫn sang sớm tiêu phong dần sám tan biển lười sám cho trí giác kịp thời sám trừ ngu muội ta người chẳng phân sám không dối trá dữ dằn sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm mà sám buông lòng ngậm oán hờn sám trừ công kích tranh hơn với người sám chấp hình tướng bên ngoài sám lòng tham loạn mười hai duyên trần sám cho trọn vẹn mười phần khổ bao tam giới chỉ tâm
tâm sám hoài. Não phiền tác hại mọi loài, ăn năn sám hối không phải nhát lòng. Dập đầu này đấng chí công, lại chưa hiền thanh rũ lòng chứng tri. Tất cả phiền não sám rồi, con xin phát nguyện một lời thiết tha. Tội từ y nghiệp gây ra, gốc căn nghiệp tội chính là tham sân. Chỉ mê ai dùng sân trầm, giờ xin dứng sạch cõi căn não phiền. Nhận rằng ba cõi nhân thiền, y như ba ngục trói xiềng thân ta. Bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực là thù chúng. Sáu nhập thực chất rộng không, mà ái dục chân khán giặc trong giặc ngoài. Cần tu bát chánh không này, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn. Ba mươi bảy phẩm an toàn, mười ba la mật nhẫn cam tu hành. Tu thân miệng ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân. Chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy y. Giờ đây đảnh lễ phần rồi, con xin bày tỏ những lời ăn năn. Nhờ ơn rửa sạch nghiệp căn, thân tâm thanh tịnh băng khoan tiêu trừ, không còn vọng tưởng mong mơ, không còn vướng mắc nghi ngờ pháp linh. Trong giờ ác diệt tiên sinh, chú tâm quan sát tiên trình căn nguyên. Một là quan sát nhân duyên, tội do ngu dốt vô biên mà thành, tâm tư vốn chẳng hiền lành. Bởi không kiên cố thân hành đạo sâu, oan kiên nghiệp chướng ngập đầu. Tự mình như cá cắn câu tham mồi, như tầm keo kén tưởng chơi. Tự mình giam hãm cuộc đời tự do, thiếu thân nhào tới lửa lò. Tự thiêu tự đốt thành tro hoang tàn, vì vô minh mới nghìn ngang. Lìa xa bản tốt không màng lời hay, Phật và Bồ Tát chỉ bày cũng không nhìn thấy đường ấy mà vào. Hai xem nhân quả luân lưu, ba đời bao ứng gây nhiều gian nan. Gieo nhân hai quả nào oan, đắm chìm biển khổ miên mang vô bờ. Dù cho tay kiếm tay cờ, dù cho oanh liệt ngôi vua lấy lần, cũng trong khoảnh khắc vô chừng. Hết đời cũng đọa ba từng dữ kia. Dù cho phương báo ê hề, ở trong ba cõi lầm mê vẫn còn.
Bốn không định cũng hao mòn, phước kia hướng hết lại hoàng súc sanh, làm thân trùng bỏ hội tâm, đeo mình trâu trắng tranh giành máu hôi. Vậy mà vẫn cứ biến lười, vẫn không biến sám ba đời nghiệp oan, khác gì nước ngập hố hang mà ôm đá nặng kiếm đàn thoát thân. Ba là quan sang bản thân, mặc dầu tâm giác chánh nhân sẵn rồi, nhưng vì mê muội nhiều đời, ái ân chẳng chịch như trời đầy sao, mênh mông chẳng biết phương nào, phát sanh tuệ giác tìm vào chân như, triệt tiêu ba kẻ nỗi thùng, ngăn đường giải thoát ưu tư chất chồng. Mà khi xưa Phật chi đại hùng, mà quyết tâm khổ hạnh dứt lòng tử sanh, luân hồi hư huyễn vô hình, trở về bản gia chuyên vành pháp luân. Bốn là quán sát Phật thân, bất sanh bất dị trong ngần lưu ly, việc siêu tư cú bách phi, an nhiên vạn đức từ bi không ngần. Vào đời tiếm độ phạm nhân, tuy rằng chẳng thấy mà gần kề bên, quán công bốn thứ căn nguyên, thân là phương pháp thánh hiền hằng tu, loại trừ chướng ngại ngũng tùng, vượt dòng sinh tử vân vô cõi thường. Con xin sám hối mười phương, chí thành tung kinh cúng dường chư tôn. Từ vô thị đến hôm nay, chướng ngại phiền não càng ngày càng tăng, lắp che thiện tánh tuệ căn, không cho thấy Phật ân cần xót thương anh, không cho nghe pháp chân thường, không gặp thiện hữu thánh tăng hộ trì, không cho giải hết ba thì nghiệp oan bức bách, biết gì nữa đâu. Đường ai nẻo sang pháp màu, như mù chẳng biết nông sâu mà dò, trách trời oan đất quanh co, biết đâu phiền nào cũng do tại mình. Thần thông chẳng thấy hiển linh, nổi bao chướng ngại tu hành Phật môn, thiền tịnh tu chẳng nên hồn, quán nhân duyên lại dâm dồn chướng duyên. Bảy phương tiện cũng chẳng chuyên, bốn công gia hạnh chướng phiền chẳng không, từ bi hỷ xả cũng không, văn tư tu cũng chẳng công cán gì. Mong gì tam quán vô vi, mong gì giác ngộ liễu tri đạo màu, thiền tư niệm thứ càng rầu, năm căn năm lực có đâu mà hành. Bốn thứ thần túc chẳng thành, băm bảy phẩm đạo cũng đành dễ vui, cũng vì phiền não mà thôi, tam minh tư trí muôn đời chẳng thông minh.
Vô ngại bốn đạo lòng vòng, sáu ba la mật khó lòng thần thi, tứ nhiếp pháp chẳng biên gì, đại thừa bốn thể ngu si chẳng tường. Mười minh mười hạnh ương ương, mười hướng mười nguyện biết đường nào tu, tuệ gia trị kiến như mù. Bồ Tát mười địa nhìn thu chẳng tròn, não phiền chồng chất như non, tâm nào tĩnh lặng đặng tròn quả tu, não phiền chướng ngại công phu, con xin sám hối thân dù héo hon, sông có cạn núi có mòn. Cũng xin tha thiết lòng xóm không trần, hướng về chư Phật chư Tôn, khẩn cầu gia hộ tâm hồn lắng trong, một mai đạo quả đạn công, nguyện về cứu độ tân cùng chúng sanh. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, nhờ công sám hối tâm hồn lắng trong, ăn năn với cả tấm lòng, mong ơn chư Phật cảm thông hộ trì. Nhờ công sám nước từ bi, mà ba nghiệp chướng ba thì được tiêu, từ nay tự tại phiêu diêu, thọ sanh tùy ý theo điều ước mong. Chẳng do án nghiệp xoay vòng, tình thanh cõi phân hòa đồng chúng sinh, tiến sâu cảnh giới tình minh, tứ thiền thấu triệt u minh chẳng lầm. Giảng kinh xuất tự thâm tâm, mà tời lời nhập pháp siêu phàm diễn ca, não phiền của cõi ta bà, vô minh vì thế cũng đà triệt tiêu. Huệ như mặt nhật trên cao, rọi soi các cõi cõi nào cũng thông, mười phương thế giới đại đồng. Ung dung vô hỷ thần thông tuyệt vời, nay còn phát nguyện đời đời, cúi đầu lấy Phật ba thời chứng. Cuối đầu đánh lễ mười phương, chư Phật Bồ Tát tướng thương bao lần, chứng tri con đã năn sám phiền não chướng vết hằng nội tâm, mà bao ác nghiệp cũng âm thầm, gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau, con xin tha thiên khẩn cầu. Sám hối nghiệp chướng đê đầu trình lên, nghiệp là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời, nghiệp là mầm mống luân hồi. Tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành, nghiệp báo ứng rất vô tình, nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân, nghiệp là quả, nghiệp là nhân. Trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai, thấm to về nghiệp mấy ai, ngoại trừ Phật trí vương ngoài thế gian, mênh mông chẳng thể nghĩ bàn.
Phàm phu trí thiện toán nghi ngờ, lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi, thấy nghe long càng trong đời. Người hiền sao chịu bao thời đắng cay, người ác lại khó đủ đầy, ở nhà cao cửa rộng thơ thầy chật sân, thấy đời thiên ác bất phân. Cần chi tích đức tu nhân để phòng, mà mê lầm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa, hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền, hậu báo lại ứng triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau, hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đành. Chớ nhìn kẻ cặp hơn, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm, mà sinh báo hậu bao chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp xưa. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phương mong nhờ mai sau, án thời phương giảm tội sau, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên, tu hành mà nghiệp báo lên. Dễ gì thành tựu chú viên mọi bề, nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần, được cùng thiên hữu cẩn thận. Con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi, nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kẻ từ vô thị đã hằng gây ra tội nhiều như các bão la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên, vậy mà chẳng biết căn nguyên. Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô gián ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bạn tà đua theo, kinh chế lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ báo đường ai, biểu môi chu mỏ ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật nghi.
của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình phá rối không chi chẳng làm, mà kể ra con thiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con ác nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nhờ nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không tâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tôi của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp tiến vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng trướng tăng, mười thư trí lực trang hoàn thành cao an. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, 80 vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Nhờ công đức chi thành, sám hối mà đưa thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân. Không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán. Giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy hết thảy Phật rồi, con đem kính màn gửi nơi Phật ấy đà. Cuối đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn ác tâm, mà trộm cướp ác nghiệp của thân, nếu không sám hối thâm phần khổ đau ai. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt, dầu nhỏ nhiên,
cọng rau ngọn cỏ cây kim, mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi lên lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm oan ngấm đầu, chịu nhiều khổ bao đất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp có bao chẳng vừa, nay còn sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham năm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành bại cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nông thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong anh. Ăn năn sám hối án đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh, nhan đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tinh cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn, cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài, quả hoa thiên tinh cung bài, ý quyền thao túng lấy trài tự nhiên. Nay còn sám hối tội kiên, chư Phật Bồ Tát thánh hiền chứng tri, kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa, rơi rào thê vắng chiếm bừa đất đai, của người sáng đòa công khai, của công bọn rút mà xài việc riêng. Con xin chư Phật thánh hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ, kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đảo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm ơn. Tối tình vô cáo cầm da má, gây nên hoàng trai bắt nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề, nay xin sám hối trăm bề ăn năn, kể từ vô lượng thời gian. Lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn, bán thì cân nhẹ đâu non, buôn thì nài em chẳng còn nướng tay, cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn.
tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tay dân lời thề nguyện hôm nay ăn năn sám hối phận thầy chứng minh kể từ vô lượng kiếp sanh soi tường quyết vách nổi danh cường đồ chẳng che cướp vật đổ hồ trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình mượn trò bói toán tương tình dối gian miệng lợi cho mình mà thôi anh ăn kia nói chẳng đủ lời nay con sám hối nương nơi phần đa cầu cho ác nghiệp được tha chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh tội kia con đã chi thành ăn năn sám hối tội tình hoàng không nhờ công đức sám hên lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời ngọc châu mưa xuống từ trời y phục thực phẩm muốn thời có ngày âm không còn ý tưởng trộm vay người người đều biết đủ đầy chẳng tham lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can lại ưa bố thí rải ban phước lành hồi hướng cầu nguyện hoàn thành thiền tâm thí độ chúng sanh muôn loài ai dục thân nghiệp thứ ba gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh theo lời Phật dạy trong kinh ai đem vạn trạng thiên hình ngu si ngục tù chướng ngại u mê luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân cuộc đời sống tựa mây vần đóng thương vô định mấy lần tu di không than nước mắt đầm về nếu đem tích chưa suối khe nào bằng vương vòng ái dục vi bằng miệng mê sinh tử thích thần rối ren địa ngục thông khổ mây phen cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than súc sinh quả bao thân cam bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn nếu sanh trong cõi người ta vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui bao nhiêu khổ bao chôn vùi do nhân ái dục khiến đời khổ đau Phật tiền tha thiết khẩn cầu ăn năn sám hối tật sâu phát lô kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan thì kheo ni cũng tính toan làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa ý quyền cưỡng bức gạn lừa khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng mà trắng hoa mèo má gà đồng mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài nay con đã hiểu chuyện đời chí thành sám hối sao thời ăn năn nhờ công sám hối nào phiền ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường
thân ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dùng vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đảnh lễ pháp thân Phật Đà. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệm sai miệng mồm, ác miệng môn thứ bao gồm. Lời nói thô ác ôm sợm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thực đặt điều dối gian. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đóa xa, cùng loài ngạ quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua khu phát thanh rợn người, nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa, ở trong thân quyến bất hòa. Hai tranh hai cãi người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần, quý tam bảo ngàn lần ăn năn. Cúi đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày, chúng con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên, chẳng phân quen là sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phũ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa, cùng người xô xa quất hòa, oán trời trách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên, tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệm điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân, tứ thiền bám định chứng phần Bồ Tát La Hán được thân thánh hiền, bày điều sai khiến lòng thiên, sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Nay con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tiếng to, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh.
hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay, hoang dùng ý ngữ khoe tài, vu không xuyên tán chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có oan khó nổi có bài, ôm lòng hoang hận tôi dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tháng dương ngoài mặt đánh điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỵ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Thân nghiệp khẩu nghiệp sám rồi, sao gia quan cũng phải thời ăn năn, hướng về vô thủy tội căn, giang quan thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn. Tâm mê sắc đẹp bên ngoài, màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều, mà lòng tham sắc dễ siêu, mộng mơ bất chính tạo nhiều đắng cay. Tai ưa đàn ngọt hát hay, những lời êm dịu vui vầy nỉ non, làm cho chi kỷ hao mòn, ý tưởng hôn ám mê hồn loạn tâm anh. Mùi ham mùi xả hương trầm, mùi thơm hoa lá ý lầm phán xanh, lưỡi thèm thịt béo cá tanh, bội thêm gốc khổ tội sanh ngâm đầu. Thân ưa lụa mịn gấm màu, càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều, ý tưởng tượng cao siêu, lời răng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa.
sáu căn ác nghiệp nào vừa, con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn, nguyện xin sám hối mắt trần, nhờ công đức chứng phạm thân Phật Đàn. Cùng hàng Bồ Tát thấy xa, ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm, sám tai công đức vô ngần, thừa nghe chánh pháp thành thần tuyết tuyên. Nhờ công đức sám mũi nên, ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan. Công đức sám lưỡi vô vàng, nếm toàn pháp vị không màng lời danh. Sám thân công đức hoàn thành, áo Như Lai mặc hiểu rành tánh không. Sám y công đức cũng đồng, diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh. Đại nguyện con đã trần tình, mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ. Nguyện đem cái mạng sống hờ, quy vị chúng sanh. Cuối đầu lại đứng chi tôn, đối với tam bảo con còn nghiệp sâu. Từ nay con nguyện hồi đầu, chí thành sám hối cần cầu thứ tha. Con xin thành thật tỏ ra, những ác nghiệp khác để mà ăn năn. Phần dạy người ở thế gian, có đủ sức mạnh giữ hàng thánh nhân. Một là người có tâm tàm, là người có trí không ham loạn cuồng. Giữ mình không dám tha buồn, mà tạo tội ác ngông cuồng chẳng kinh. Hai là tâm quý trong mình, không xuôi kẻ cao chướng mênh mông. Mà cũng xin tuần tự hết lòng có phân, trong kinh Phật dạy ân cần. Dù cho đáy bể hoặc hầm núi sâu, trên không hoặc bất cứ đâu, nghiệp nhân báo ứng dễ hầu thoát ra. Chỉ duy sám hối mới là pháp màu, rửa sạch chướng ma nghiêm trần. Khi xưa đế thích mãn phần, cảm chiêu năm tướng suy dần hiện. Tức thời quy hướng Phật đã triệt tiêu năm tướng suy mà sống lâu. Sám hối thật pháp nhiệm màu, khả năng diệu tội chẳng đau sanh bằng. Phàm phu ngô mũi hung hăng, không người chỉ vẽ tội bằng thái sơn. Tánh ưa làm ác chẳng sờn, đến khi gần chết vẫn còn ác tâm. Trong giờ phút cuối nghiệp tâm, cảnh báo địa ngục ầm ầm hiện ra. Đầu trâu mặt ngựa quỷ ma, hợp nhau kéo đến đầy nhà đòi oan. Bây giờ dù có ăn năn, có mong sám hối cũng bằng uổng công anh. Lúng mạnh biến nhát buông lung, mà không chịu tính đức chẳng mong làm lành. Quả báo thiện rõ rành, án thời địa ngục một mình cứu mang. Vẫn dầu cột lửa bảy hàng, tránh sao coi cảnh xương tan thịt bầm.
Bây giờ dù biến lỗi lầm mà cũng không thể sám cam tâm chịu đền, thế nên cuộc sống hiện tiền phải cần tu tập, phải chuyên làm lành. Quỷ vô thường đến thịnh lình, chẳng nương già trẻ chẳng bên sang hèn. Tài nào giữ được lâu bền, sắc nào chẳng hoài bán tiền khó mua, cơ đồ trăm vạn dấu thừa cũng không thể kéo dây giữa mạng tàn. Gia đình của cái tiêu tan như trò ảo thuận thế gian thường bày. Sao không khi ngẫm sớm chạy, không lo sám hối sâu dày nghiệp oan, khi năm thiên sứ hiện thân, quý vô thường đến bất thần chạy đâu, tránh sao cổ bao đau đầu, một lời sám hối nói đâu đường nào. Dẫu rằng phương đứng bao nhiêu, được sinh lên cõi trời nhiều sướng vui, một mai phước bao hết rồi, tránh sao cho khỏi đọa nơi tam đồ. Gương ông làm Phật sờ sờ thác sanh thiền quốc cũng nhờ công tu, thân chưa giải thoát ngụng tù, nên khi mạng hết lại vô luân hồi. Thân trồn chịu mấy trăm đời, sao ta chẳng lấy gương người mà soi. Đến như việc nhỏ trên đời, cửa quan phải đến cũng thời lo âu. Thâu đêm lo lắng ban đầu, xó cùng khổ địa ngục đau thắm gì. Thế mà nào có biết chi, từ vô lượng kiếp tôi bị núi cao anh. Vẫn không e sợ chút nào, chẳng lo thống khổ xa vào ngục sâu. Ngày nay sám hối khẩn cầu, mười phương chư Phật xoa đầu chứng minh. Từ xưa vô lượng tội tình, những khổ bao chướng quanh mình bủa vây, tề địa ngục khổ thay, như lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra. Chịu bao thống khổ khảo tra, quanh tề ngục tượng là sắc vây, trên thì lưới sắc dân đầy, dưới thì rừng kim đao dày đan nhau anh. Bốn bề lửa dữ thổi vào, tội nhân trong đó khác nào nướng quay, cửa thành chó sắt bao vây, nanh dài vuốt nhọn mắt tày anh sao anh. Trên không chim sắt đua nhau, móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân, đầu trâu ngục tốt rần rần, hết là đánh đập chặt bầm phân thấy anh. Lại thêm xe kiếm đao cày, trên công bổ xuống bảy ngày ruột gan, như vậy muôn tháng ức năm, mà sống thì chẳng đưa trên càng không xong, mà khổ bao như thế chẳng cùng. Con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn, còn bao khổ bao nghiệp nhân, đọa vào địa ngục các tầng khác nhau, khổ bao thân rã chẳng đầu, vào nơi cây kim núi đau thọ hình.
khổ báo thiêu đốt thân mình, nằm giường sắc nóng mẫn tình kêu la, khổ báo nghiền nát thịt da, bánh đau xe lửa nghiến cả nát thay, khổ báo chân nấu nướng quay. Chui vào lò lửa tan thay vàng dầu, khổ báo tàn phố nát nhầu, vào ngục nuốt sắt uống dầu đồng sôi, khổ báo thương nát thịt rơi, vào ngục côi sắt xây người nát tan anh. Khổ báo ăn nói dối gian, trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi, khổ báo lòng đốt rã rời, dây đen địa ngục sáu thời thiết căng, khổ báo ngập nướng trôi sông, chìm trong địa ngục tro hồng phấn sôi. Khổ báo da nứt thịt phơi, chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng, khổ báo tàn sát hung hăng, địa ngục chim sắc sói lang cắn nhầu. Khổ báo đâm chém lẫn nhau, địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay, khổ báo bị nương bị quay, địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thối. Khổ báo kẹp nát hình hài, địa ngục bánh sắc nghiêm say tâm bàn, khổ báo mộ xẻ thân mình, đọa vào hắc nhĩ cưng hình khảo trai. Khổ báo chém chặt bánh da, địa ngục núi thịt mù lòa tối thui, khổ báo thịt lũng xương lồi, địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh, khổ báo mổ cắt xe phân an. Địa ngục mọc sân treo mình ngưỡng chân, khổ báo nóng nực thiêu thân, địa ngục cháy đốt rần rần gào la, khổ báo mờ mịt bao la, muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây. Khổ báo như dại như ngây, ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm, bốn ngàn tám vạn ngục phân, đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau. Khổ báo có ruột rút đầu, vốn thương nào tùy biết đâu nói cùng. Nhốt giam lẫn lộn trùng trùng, mà nhiều đời cha mẹ với cùng bà con, ngay thân mình lung chẳng còn, cũng xa ngục đo oán hận chứa chan, tháng ôi chẳng thể nghĩ bàn. Muôn phần thông khổ vạn lần đau thương, ngày nay sám hối mười phương, chỉ thành cầu khẩn cúng dường chư tôn, nguyện cho khổ báo ngàn muôn, tăng cả tan biến tận nguồn gốc mây xưa. Nguyện nhờ công đức chi thành, ăn năn sám hối pháp lành hiện ra, khổ báo địa ngục hằng xa, tùy thành sắc thấy là tinh thánh. Ăn đạo cũng chỉ là danh, kẹp cùm địa ngục biến thành an vui, nỗi đau cây kiếm vạn sôi, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng. Đầu trâu mặt ngựa tàn hung, biến thành Bồ Tát đầy lòng từ bi, tội nhân ngục tốn theo vi, thảy đều thoát khổ tức thì an vui.
Pháp tâm vô thượng đời đời, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na. Con xin đành lễ Phật Đà, quy tam bảo ta bà mười phương. Sau khi đành lễ Phật rồi, con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn. Trong kinh Phật Đà báo ban rằng, trong cõi dục kẻ tham rất nhiều. Đã tham thì muốn đủ điều, càng tham thì cũng khó nhiều. Vì tham nếu người biên đủ chẳng ham, dù nằm trên đất lấy làm sướng vui. Kẻ tham dù ở cung trời, cũng không vừa ý xuống đời khổ đau. Biển đâu đang đứng bờ cao, bên lề vực thăm cửa vào cõi mê. Của ba ác đạo gom ghê, khi hơi thở dứt vật kia xa liền. Không gặp thiện hữu báo khuyên, nên làm phước đức như tiền chắc chiếu anh. Dành cho kiếm sống mãi sao, thì ba đường dư xa vào chẳng oan. Tương lai chẳng biết lo toan, thật là kẻ dạy rõ ràng thâm ngu. Trong kinh Phật chỉ đường tu, sinh ra chẳng có một xu đeo. Người đến khi thân đã chết rồi, bao nhiêu của cải cả đời dựng xây. Cũng đành phối sạch trắng tay, môn đồng cũng chẳng kiếp này mang theo. Cả đời khổ cực chẳng chiêu, bỗng thành vô dụng của tiêu danh tàn. Bỗng thành đói ranh cơ hàng, nghiệp lành chẳng thể mơ màng gửi thân. Phước đức chẳng thể cậy trông, lọt vào ác đạo có hồng thoát ra. Nay con quỳ trước Phật Đà, nguyện đem tính mạng gửi tòa Như Lai. Ba ngôi vô thượng trên đời, chứng minh nguyện sám hối người lòng con. Nguyện xin sám hối trước tiên, súc sinh khổ báo hiện tiền nghiệp oan. Tha sinh cầm thu giá mang, không có tri thức cam làm ngựa trâu. Kéo cày cả nợ thâm sâu, hoặc làm loài thú rút đầu không chân. Làm mọi loài khác bất ăn, hoặc mổ hoặc xẻ hoặc bầm hoặc thúi. Hoặc làm loài có vẫy xuôi, để cho bỏ rút sâu vòi rỉa thân. Súc sinh khổ báo vô ngần, con xin tha thiết muôn phần ăn năn. Khổ báo ngã quỷ hành thân, trường kỳ đôi kháng muôn phần khiếp kinh. Phận giờ máu mổ nước sình, vụt đầu ăn nuốt thỏa tình tham lam. Bụng to cổ nhỏ như kim, mà chân tay bốc lửa thân chìm cuồng điên. Khổ báo vô lượng vô biên, của loài ngã quý con nguyện ăn năn.
lại loài thần quỷ hung hăng, cũng là khổ báo quỷ thần tu la, kiêu căng vua nịnh điêu ngoa, ăn tươi nuốt sống sinh ra dị hình. Gánh cá trắng bể lấp kênh, làm thần a quỷ đậu gần cuối khe, cứu bàn trà quỷ gom ghê, cũng loài la sát thần chê quỷ gồm, báo thân thần quỷ chẳng cảm ơn. Con xin sám hối muôn ngàn tội xưa, nguyện xin chư Phật thượng thừa, cùng chư Bồ Tát tiêu trừ nghiệp oan. Nguyện nhờ công đức ăn năn, sám hối khổ báo hiểm phàm súc sinh. Sẽ màn u tối vô minh, tuệ giác soi sáng nghiệp mình tự hay, bỏ thân án đạo đọa đầy, tu hành thiền nghiệp mai nay nương nhờ. Nguyện nương công đức vô bờ, lìa thân ngạ quỷ vật vờ cõi tham, đời đời thoát cảnh cơ hàng, mùi vị cam lo chứa chan lòng trần, nguyện công sám hối dần dần. Khổ báo thần quỷ cũng lần hồi tiêu, bỏ thân vua nịnh tật kiêu, bỏ thân thô lậu xa điều thị phi, nguyện đem phước đức tu trì, làm điều ích lợi khắp vị nhân thiên. Nguyện rằng từ đây trở lên, đến ngày đạo quá chu viêm bồ đề, không còn khổ bao bốn bề, ngoại trừ ứng hiện thể vì chúng sanh. Sẽ đem tâm nguyện chí thành, sẽ không nhàm chán nghiệp lành, mãi gieo đế đầu sám lại hồng danh, xin chư Phật chứng lòng thành của con, tâm lòng tha thiết sắc son, não phiền sâu nặng chói mòn tâm can. Sớm trừ phiền não lẫn sang, sớm tiêu phong dần, sám tan biển lười, sám cho trí giác kịp thời, sám trừ ngũ muội ta người chẳng phân. Sám không dối trá dữ dằn, sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm, mà sám buông lòng ngậm oán hờn, sám trừ công kích tranh hơn với người. Sám chấp hình tướng bên ngoài, sám lòng tham loạn mười hai duyên trần, sám cho trọn vẹn mười phần, khổ báo tam giới chỉ tâm sám hoài. Não phiền tác hại mọi loài, ăn năn sám hối không phải nhạc lòng, dập đầu này đấng chi công, lại chưa hiền thanh rú lòng chứng tri. Tất cả phiền não sám rồi, con xin phát nguyện một lời thiết tha, tội từ y nghiệm gây ra, gốc căn nghiệp tội chính là tham sân. Chỉ mê ai dùng sân trầm, giờ xin
dính sanh cõi căn não phiền, nhận rằng ba cõi nhân thiên y như ba ngục trói xiềng thân ta. Bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực là thù chúng, sáu nhập thực chất rộng không, ái dục chân kháng vật trong vật ngoài. Cần tu bát chánh không này, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn, ba mươi bảy phẩm an toàn, mười ba la mật nhẫn cam tu hành. Tu thân miệng ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân, chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy y. Giờ đây đảnh lễ phần rồi, con kinh bày tỏ những lời ăn năn ngay. Nhờ ơn rửa sạch nghiệp căn, thân tâm thanh tịnh băng khoan tiêu trừ, không còn vọng tưởng mong mơ, không còn vướng mắc nghi ngờ pháp linh, trong giờ ác diệt thiện sinh, chú tâm quan sát tiến trình căn nguyên, một là quan sát nhân duyên. Tội do ngu dốt vô biên mà thành, tâm tư vốn chẳng hiền lành, bởi không kiên cố thân hành đạo sâu, oan kiên nghiệp chưa ngập đầu. Tự mình như cá cắn câu tham mồi, như tầm keo kén tưởng chơi, tự mình giam hãm cuộc đời tự do, thiếu thân nhào tới lửa lò. Tự thiêu tự đốt thành tro hoang tàn, vì vô minh mới nghênh ngang, lìa xa bạn tốt không màng lời hay, Phật và Bồ Tát chỉ bày cũng không nhìn thấy đường ấy mà vào. Hai xem nhân quả luân lưu, ba đời bao ứng gây nhiều gian nan, gieo nhân hai quả nào oan, đắm chìm biển khổ miên man vô bờ, dù cho tay kiếm tay cờ, dù cho oanh liệt ngôi vua lấy lần, cũng trong khoảnh khắc vô chừng, hết đời cũng đọa ba từng dữ kia, dù cho phương báo ê hề, ở trong ba cõi lầm mê vẫn còn. Bốn không định cũng hao mòn, phước kia hướng hết lại hoàng súc sanh, làm thân trùng bỏ hội tâm, đeo mình trâu trắng tranh giành máu hôi. Vậy mà vẫn cứ biến lười, vẫn không biến xám ba đời nghiệp oan, khác gì nước ngập hố hang, mà ôm đá nặng kiếm đàn khoảng thân, ba là quan sang bản thân, mặc dầu tâm giác chánh nhân sẵn rồi. Nhưng vì mê muội nhiều đời, ái ân
chẳng chịch như trời đầy sao, mênh mông chẳng biết phương nào, phát sanh tuệ giác tìm vào chân như, triệt tiêu ba kẻ nói thùng. Ngăn đường giải thoát ưu tư chất chồng, mà khi xưa Phật chi đại hùng, mà quyết tâm khổ hạnh dứt lòng tử sanh, luân hồi hư huyễn vô hình. Trở về bản giác chuyên vành pháp luân, bốn là quán sát Phật thân, bất sanh bất diệt trong ngần lưu ly, việc siêu tư cú bách phi, an nhiên vạn đức từ bi không ngần. Vào đời tiếm độ phạm nhân, tuy rằng chẳng thấy mà gần kề bên, quán công bốn thứ căn nguyên, thân là phương pháp thánh hiền hằng tu, loại trừ chướng ngại ngũng tùng. Vượt dòng sinh tử vân vô cõi thường, con xin sám hối mười phương, chí thành tung kinh cúng dường chư tôn. Từ vô thủy đến hôm nay, chướng ngại phiền não càng ngày càng tăng, lấp che thiện tánh tuệ căn, không cho thấy Phật ân cần xót thương anh. Không cho nghe pháp chân thường, không gặp thiện hữu thánh tăng hộ trì, không cho giải hết ba thì, nghiệp hoan bức bách biết gì nữa đâu. Đường ai nẻo sang pháp màu, như mù chẳng biết nông sâu mà dò, trách trời oan đất quanh co, biết đâu phiền nào cũng do tại mình. Thần thông chẳng thấy hiển linh, nổi bao chướng ngại tu hành Phật môn, thiền tịnh tu chẳng nên hồn, quán nhân duyên lại dâm dồn chướng duyên. Mãi phương tiện cũng chẳng chuyên, bốn công gia hạnh chướng phiền chẳng không, từ bi hỷ xả cũng không, văn tư tu cũng chẳng công cán gì. Mong gì tam quán vô vi, mong gì giác ngộ liễu tri đạo màu, thiền tư niệm tư càng rầu, năm căn năm lực có đâu mà hành. Bốn thứ thần tung chẳng thành, băm bảy phẩm đạo cũng đành dễ vui, cũng vì phiền não mà thôi, tam minh tư trí muôn đời chẳng thông minh. Vô ngại bốn đạo lòng vòng, sáu ba la mật khó lòng thần thi, tứ nhiếp pháp chẳng biết gì, đại thừa bốn thể ngũ si chẳng tường. Mười minh mười hạnh ương ương, mười hướng mười nguyện biết đường nào tu, tuệ gia trị kiến như mù, Bồ Tát mười địa nhìn thu chẳng tròn. Nào phiền chồng chất như non, tâm nào tĩnh lặng đặng tròn quả tu, nào phiền chướng ngại công phu, con xin sám hối thân dù héo hon, sông có cạn núi có mòn.
cũng xin tha thiết lòng xóm không trợn, hướng về chư Phật chư Tôn khẩn cầu gia hộ tâm hồn lắng trong. Một mai đạo quả đạt xong, nguyện về cứu độ tận cùng chúng sanh. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, nhờ công sám hối tâm hồn lắng trong. Ăn năn với cả tấm lòng, mong ơn chư Phật cảm thông hộ trì. Nhờ công sám nước từ bi, mà ba nghiệp chướng ba thì được tiêu. Từ nay tự tại phiêu diêu, thọ sanh tùy ý theo điều ước mong. Chẳng do ác nghiệp xoay vòng, tình thanh cõi phong hòa đồng chúng sinh. Tiến sâu cảnh giới tình minh, tứ thiền thấu triệt u minh chẳng lầm. Giảng kinh xuất tự thâm tâm, mà tời lời nhập thắng siêu phàm diễn ca. Não phiền của cõi ta bà, vô minh vì thế cũng đà triệt tiêu. Huệ như mặt nhật trên cao, rọi soi các cõi cõi nào cũng thông. Mười phương thế giới đại đồng, ung dung vô hỷ thần thông tuyệt vời. Nay còn phát nguyện đời đời, cuối đầu lấy Phật ba thời chứng. Cuối đầu đánh lễ mười phương, chư Phật Bồ Tát tướng thương bao lần. Chứng tri con đã năng sám phiền não chướng vết hằn nội tâm. Bao ác nghiệp cũng âm thầm, gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau. Con xin tha thiên khẩn cầu sám hối nghiệp chướng đê đầu trình lên. Nghiệp là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời. Nghiệp là mầm mống luân hồi, tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành. Nghiệp báo ứng rất vô tình, nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân. Nghiệp là quả, nghiệp là nhân, trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai. Thấm to về nghiệp mấy ai, ngoại trừ Phật trí vượng ngoài thế gian. Mênh mông chẳng thể nghĩ bằng, phàm phu trí thiện há toán nghi ngờ. Lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi. Thấy nghe nông cạn trong đời, người hiền sao chịu bao thời đắng cay. Người ác lại có đủ đầy, nhà cao cửa rộng thơ thầy chất sân. Thấy đời thiên ác bất phân, cần chi tích đức tu nhân để phòng. Mà mê lầm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian.
Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện tinh hậu báo ba đà nghiệp đưa, hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau anh. Xin báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền, hậu báo lại ân triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau, hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đành. Chớ nhìn kẻ ác gặp hơn, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm, mà sinh báo hậu bao chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp thương. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phương mong nhờ mai sau, án thời phương giảm tội sâu, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên, tu hành mà nghiệp báo lên anh. Dễ gì thành tựu chú viên mọi bề, nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần, được cùng thiên hữu cẩn thận. Con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi, nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kẻ từ vô thị đã hằng gây ra tội nhiều như các bão la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên, vậy mà chẳng biết căn nguyên. Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô gián ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bạn tà đua theo, kinh chế lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ báo đường ngay, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân, chánh tà giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật nghi. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn đắng tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con ác nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nhờ nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh
tiền nào nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không tâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tối của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa. Thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp thiện vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng trướng tăng, mười thư trí lực trang hoàn thành cao an. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, 80 vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Nhờ công đức chi thành, sám hối mà đưa thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân. Không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán. Giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy hết thảy Phật rồi, con đem kính màn gửi nơi Phật đàng. Cuối đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn ác tâm, mà trộm cướp ác nghiệp của thân, nếu không sám hối thâm phần khổ đau ai. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt dầu nhỏ nhiên, cọng rau ngọn có cây kim, mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi liền lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm oan ngầm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh, mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng cúi đầu trả oán. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa, trộm cướp cổ bao chẳng vừa,
nay con sám hối xin chừa lòng tham, nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thí lòng tham năm trời. Bản vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền, nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình. Hoặc vì hối lộ gia hình, bé ngay thành vại cố tình hại nhau, hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình, thuế nông thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không, này con phát lộ cầu mong anh. Ăn năn sám hối án đồng triệt tiêu, lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh, nhang đèn pháp khí tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tín cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn, cao dưa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài, quả hoa thiên tín cung bài, ý quyền thao túng lấy xài tự nhiên. Nay con sám hối tội kiên, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền chứng tri, kể từ vô thí mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham, của thầy của bạn cũng ham ăn. Cũng vì lời lòng mà cam dối lừa, xóm giềng thân cận chẳng ưa, rơi rào thê vắng chín bừa đất đai, của người sáng đọa công khai, của công bọn rút mà xài việc riêng. Con xin chư Phật Thánh Hiền chứng minh con nguyện tin chuyên sám trừ, kể từ vô thí đến giờ, đành thành pha nướng đạo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm ơn. Tội tình vô cáo cầm da ma gây nên, hoàng trai bắt nam chia lìa, tạo bao thảm cảnh não nề, nay xin sám hối trăm bề ăn năn, kể từ vô lượng thời gian. Lạnh giao thương mãi lạnh hàng bán buôn, bán thì cân nhẹ đâu non, buôn thì nài em chẳng còn nướng tay, cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn. Tìm cầu chúng lời còn con, chẳng nề gian xảo núi non nào tay, dân lời thề nguyện hôm nay, ăn năn sám hối phận thầy chứng minh, kể từ vô lượng kiếp sanh, soi tường khuyết vách nổi danh cường đồ. Chẳng chê cướp giật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình, mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Ăn kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nướng nơi phần đa, cầu cho ác nghiệp được tha, chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh, tội kia con đã chi thành.
ăn năn sám hối tội tình hoàng không. Nhờ công đức sám hên lòng mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phẩm muốn thời có ngày âm. Không còn ý tưởng trộm vay, người người đều biết đủ đầy chẳng tham. Lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành. Hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiện tâm thí độ chúng sanh muôn loài. Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng thương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chưa suối ghe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, miệng mê sinh tử xích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phật tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Trắng hoa mèo má gà đồng, chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sau thời ăn năn. Nhờ công sám hối não phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy y đảnh lễ pháp thân Phật Đà. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệm sai miệng mồm. Ác miệng môn thứ bao gồm lời nói thô ác
ôm sợm dệt theo tấn công nói lưỡi hại chiều nói lời chẳng thật đặt điều dối gian anh lời kinh giáo huấn rõ ràng đó là những địa ngục đàn đóa xa cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình nếu sanh vào cõi súc sinh làm loài qua khu phát thanh rợn người nếu sanh trở lại cõi người miệng mồm hôi thôi nói lời điêu hoa ở trong thân quyến bất hòa hai tranh hai cãi người xa lánh dần miệng gây nghiệp ác ngu đần quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh cúi đầu kinh lại Thế Tôn một lòng sám hối lòng son giải bày chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người gây gỗ tránh hơn nói năng bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen là sang hèn thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng miệng mồm chửi rủa phũ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa cùng người xô xa quất hòa oán trời trách đất kêu la quỷ thần miệng mồm la lối vang trần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên tội tình vô lượng vô biên nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên ăn không nói có hư huyền đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn cha con thân quyến bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên làm quan làm cho chia rẽ họ hàng làm cho nước mất nhà tan mới đành hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe khoang đã cứu thành thánh nhân tứ thiền bám định chứng phần Bồ Tát là hãng được thân thánh hiền bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa nay con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ hoặc dùng lời lẽ tiếng to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh hoặc dùng âm nhạc trữ tình hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi lẳng lơ lời nói tiếng cười làm điều sằng bậy dụ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn mỏi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay hoặc dùng ý ngữ khoe tài vu khống xuyên tạc chê bai trung thần dèm pha hiếu tử hiền nhân khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay có oan khó nổi có bài ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh nay con phát lộ chí thành tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ kể từ kiếp kiếp nghìn thu gây ra tội lỗi oán thù vì đâu bày ra lời